Special day for Sandra, so I booked dinner on the tower, sky 360 degrees, and lounge there. So, hôm nay là ngày ngày của bà xã, cho nên đã một cái bữa ăn tối rất đặc biệt cho bà xã ở trên cái tháp của thành phố của mình ở đây, kêu là Sky 360 độ. Thì là trong đây có một cái phòng, thì là mình cái phòng ăn sẽ xoay xung quanh cái tháp. Ở Việt Nam thì chắc chưa có cái okay, now we go up to the elevator. See, you see the elevator, but I go down outside. Look like a you go see the outside. Ready for your birthday dinner? Các bạn thấy không, cái nhà hàng này là nó quay xung quanh, mình sẽ thấy toàn cảnh của thành phố Calgary này các bạn.